Chưa có cái chuồng nào hết á. À, mấy em gà nè à, phải dậy nắng dầm mưa ở ngoài đây. Rồi mấy em vịt nữa à, mấy em vịt từ xa xa mấy em vịt nha. Tôi trà ơi, nay bự hơn nắm tay đó. Mấy em vịt trời nắng quá chui dưới cái núp ở dưới cái đáy tủ như thế này á mà. Thì tụi em mới làm xong cái nhà đó, thì có nuôi vài con gà, vài con vịt, nhưng mà chưa có cái chuồng, cái chỗ ở cho mấy em đó. Thì hiện tại mấy em nó sẽ phải sống cảnh như thế này, đầu đường xó chợ nè, là chui ở dưới gầm tủ đồ trốn thôi. Này mà gặp trời mưa trời gió là không biết sao luôn. Nên là hôm nay á, gia đình em là quyết định đóng một cái chuồng để cho mấy em nó có chỗ nghỉ ngơi bữa tối, rồi chỗ mà trú nắng trú mưa trú gió. Bà đờ đây hai thước nữa. Hai thước cho mày, hai thước mốt luôn đi. Trời, cao gì cao dữ vậy không biết. Trời ơi, miếng mặt cũng tăng gì hả? Một, hai cây đinh ha. Ừ. Đó, xong rồi nhìn cây kia, cái nó đầu kia đầu. Mày ráng mà lái xe dễ hơn nè. Nè, cầm xuống. Cái này bên này là được 6 cây. Là mấy 5 cây phải không? Một cây nữa là 6 cây. Cái đó để ra ngoài ba, cái đó xấu á. Rồi cái bằng này không ba. Bằng chưa? Là cũng trúng ngay cái đinh ha. Rồi để con trở đầu thử, con trở đầu thử. Để ta con kéo lại xíu. Rồi. Rồi 6 cây phải không? Biết ngay cây đó hụt miếng mà. Ủa sao vậy? Thiếu cứ lộn rồi. Cậy đây.
đóng hai đình vô đây. Thử đi. Một mét 16. Một mét 16. Mét một nữa. Rồi. Dạ. Ngày dinh đi cái. Rồi mét 2. Mét 2. Đấy, phải không? Đúng rồi. Chút nữa ba coi ba kè được chỗ nào ba cứ kè nha ba. Cho nó chắc. Rồi buông ba.
Chào mọi người, cả nhà làm tới đây thì trời đã tối quá rồi. Bây giờ xin phép tạm ngưng tí xíu, bắt cái bóng đèn ra rồi mình mở đèn lên làm tiếp, chứ giờ cũng gần hết thấy đường rồi. Ở quê Gò Công chiều mau tối lắm. Của màu đen hả? Hả? Của màu đen hay gì? Còn màu đen nó cũng mới luôn á. Nghe tiếng được tiếng mất, một thấm ẩu cái xong luôn. Cắm điện giùm con đó bà vậy. Giờ là trời tối lắm rồi luôn ấy mọi người. Quê em là hôm nay trăng 14, cũng khá tròn. Trời, em zoom tới 100 ít luôn mà cũng không nhìn thấy mặt trăng nữa. Bây giờ là cũng 6-7 giờ tối rồi cả nhà ơi. Tụi em hết thấy đường làm rồi, tới thui luôn. Thì thành quả của ngày hôm nay á, thì gia đình em là làm được cái chuồng gà, cũng còn một số cái chi tiết chưa có làm xong, như là cái phần lưới ở phía trên và lưới bên hông á, là tụi em phải cột kẽm hoặc là bắn vít lại cho kỹ phía bên trong cái chuồng. Thì cái chuồng này để nuôi gà trên cái phần tầng 1 ở trên á, thì tụi em ngăn ra cho gà ở phía dưới cho vịt ở. Trong cái chuồng gà này á, thì cũng chừa lại vài cây ớt để tụi nó ăn từ từ. Đấy. Nóc rồi tụi em làm xong, lưới với lại
dùng tôn. Còn một số ít thì sáng mai tụi em mới có thời gian làm tiếp, thì khi nào có dịp làm xong thì tụi em sẽ cập nhật update cái video gửi mọi người xem. Thì cái chuồng này chiều cao là 1m75, chiều ngang mà chỗ tầng 1 của mấy con gà ở là 2m, còn ở phía dưới chắc cũng gần 3m. Đầu tiên tụi em tính là làm cái chuồng nó vừa phải, mà không biết làm sao làm giờ nó bự quá cho bự luôn, làm mà thiếu vật tư phải chạy đi mua thêm, nên là tới bây giờ là chưa có được hoàn thiện nữa. Để em quay xa xa ra cả nhà dòm. Phía sau là gió thổi tới nè, gió biển thổi tới rồi mưa đâu, nói chung là không có ảnh hưởng gì tới mấy em gà của em ở trên hết trọi đó. Đây. Ở đây thì khi nào hoàn thiện xong thì em mới dán một cái lớp băng keo mà cái loại mà chống dột á, để kết nối giữa hai miếng tôn, miếng bên hông và miếng hậu ở phía sau. Rồi. Mọi người xem lần nữa nha. Đấy, nhìn là xa xa giống cái liều cắm trại. Nhìn gần thì là một cái chuồng gà. Trời tối lắm rồi đó. Đấy. Đó. Nhà em mình có nuôi chó mực gấu. Gấu ơi. Kêu tới chạy rồi đó. Giờ cũng kêu chuồng ngủ. Ra đây chung vui với lại vợ chồng em á. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Còn cái hình ảnh mà cuối cùng khi hoàn thiện em sẽ update cập nhật trong thời gian sớm nhất. Em cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với vợ chồng em từ hồi trưa tới giờ. Nói chung là cũng mệt, làm xong cái không còn thấy trời trăng mây nước gì nữa hết trơn hết trọi á. Rồi em xin tạm biệt và gặp lại cả nhà vào cái video tiếp theo sau nha. Hôm nay 14 trăng đẹp quá.